Ok rồi, bắt đầu. Vâng, như vậy thì cú phá đầu tiên, cú D3 của cầu thủ Kiên Pháp không có bi mục tiêu nào được đưa xuống lỗ cả. Ok, thành công rồi. Còn bi đầu tiên của cầu thủ. Cùng với cả hai team trong cái giải đấu lần này nào. Đó là cả những trận thi đấu đơn, những trận thi đấu đôi và sẽ có một trận thi đấu là team. Bằng điểm đặc biệt ở đây đó là trong trận thi đấu team thì thi đấu thể thức Race Cup hay Marconi, các cầu thủ sẽ thi đấu team nhưng mà sẽ thi đấu mỗi người một rack. Thì đây sẽ là ok. Vâng, một tình huống cu lê và sẽ điều con bi mục tiêu số 10 về lỗ. Chính xác rồi và rất hay. Một chấm run nào. Rồi, cú phá của anh Nguyễn Khánh Hoàng và cũng vâng như vậy là cũng không có bi rơi. Em Kiên Pháp xử lý con bi số 1 là như thế nào đây? Vẫn còn đường riêng thôi quý vị, chính xác rồi. Đội trưởng của team Hà Nội. Vâng, và như vậy thì không. Vâng, hai bàn như thế này sẽ quyết định là thủ rồi, thủ sau năm. Vâng. Và quyết định tiền kiên sẽ là gì đây? Vâng, ý đồ thủ đuôi mỏng đến từ anh Kiên Pháp. Và vẫn còn điểm chạm, chắc chắn là như vậy rồi. Trên các cái nền tảng mạng xã hội, YouTube, Facebook và TikTok để theo dõi cái giải đấu C2 TV Battle đang diễn ra. Một tình huống công của mình số 2 không thành công đến từ anh Đỗ Thế Kiên. Tỷ lệ chiến thắng của hai team trong giải đấu này. Và một màn khảo sát nhỏ nhỏ đó là những ai cổ vũ và một chút khảo sát và cùng xem mà chúng ta nhận định như thế nào. Vâng, rất nhiều quý vị khán giả đang comment số 2. Những ai cổ vũ cho team Hà Nội ạ. Ui, vâng, suýt chút nữa thì có. Thậm chí nó còn kiểm soát được con bí chủ để có đường cho con bí mục tiêu số 3 nữa. Suýt chút nữa thì hay. Team trọng tài thì comment số 3 đi nào. Và quyền chủ động thuộc về anh Kiên Pháp. Rồi, kéo 2 bằng. Điều 4 đường riêng lỗ tít phía xa, rất hay. Có một hình bí mở dành cho anh Kiên Pháp. Không còn tình huống ở cái hình bí này nữa rồi. Điều quan trọng là hãy xem anh Kiên Pháp xử lý nó như thế nào. Không còn tình huống không có nghĩa là 5 con bí mục tiêu nữa trên bàn để cân bằng tỷ số là 5 đều. Vâng, với những trận thi đấu đơn và với cái trận thi đấu thể thức team 3v3 thì sẽ là mỗi cầu thủ, mỗi người đánh một quả. Chính xác rồi. Có lẽ là sẽ không có sai lầm nào xảy ra hết. Tỷ số là 1 đều, chắc chắn là như vậy rồi. Quá hay. Vâng, và như vậy thì vẫn không phải là một tình huống phá bi tốt. Con bi key shot ở đây thì có lẽ là con bi số 5 hay chăng. Và như vậy là quyết định an toàn rồi. Với những cái tình huống cân bằng hoặc là tương đối nhạy cảm thôi, không có một cái đường rõ ràng. Bi từ số 1 về lỗ góc về phía tay trái. Rất chính xác. Và chúng ta thi đấu liên tục trong ngày thi đấu hôm nay mọi người nhá. Rất chính xác. Vâng, tuy nhiên điều quan trọng ở đây là con bi số 5 mà thôi. Vâng, hoặc là sẽ phải dùng con bi số 4 để gãi hình. Rồi, chém bám băng rất hay đến thành Kiên. Và kê vào má con bi số 6. Sẽ là cái tình huống giải hình thành công. Chính xác rồi, hay quá anh Kiên ơi. Chạm 9 mọi người nhá. 2. Ba con bi mục tiêu nữa thôi. Ô kìa.
Như vậy là anh Kiến Pháp quyết định cực kỳ an toàn. Như thế này thì không biết có được gọi là an toàn hay không nữa. Điều quan trọng là chính xác. Quá hay thưa quý vị. Vâng, một tình huống chém mỏng của mình số 9 rất hay đến từ cầu thủ Hoàng Vũng Tàu. Thành công rồi, tỷ số là 2-1 nghiêng về cầu thủ Hoàng Vũng Tàu. Rất đáng tiếc khi mà cầu thủ Đỗ Thế Kiên đã... Đó là những cầu thủ như cầu thủ Ngọc Sam, cầu thủ Bắc Công Anh. Vâng, còn rất nhiều những thiếu sót. Vậy là chúng ta sẽ cùng chờ đón. Và quả bóng số 1 cũng có đường riêng. Ồ không, vâng, như vậy là một tình huống A bằng thành công. Còn với cầu thủ Kiên Pháp thì anh Kiên Pháp vẫn đang chưa bắt nhịp được với những cú phá. Vâng, hai tình huống liên tiếp phá không có bị rời. Vâng, 5 con bi mục tiêu nữa để anh Khánh Hòa cũng đã set up và lên lịch từ khá lâu rồi. Và chạm với con bi số 9 lại xảy ra sai số. Bây giờ thì anh Hoàng cũng vậy. Tưởng chừng như là một chấm run out khi mà hình bi đã mở toang rồi. Còn bi key shot của anh Kiên Pháp. Ồ, dư mỏng mất rồi. Vâng, thường thường thì chúng ta hay có cái câu con bi mục tiêu số 9 thì sẽ phải chém một cái má tương đối mỏng. Ok, không có sai lầm nó xảy ra hết. Và tỷ số là 3-1. Dương Quốc Hoàng sẽ thi đấu với đối thủ là Lương Đức Thiện của team Hà Nội. Trận thi đấu đơn còn lại là trận thi đấu giữa cầu thủ Nguyễn Hoàng Minh Tài và cầu thủ Phạm Phương Nam. Vẫn không có bi rơi. 3 cú phá rồi. Vâng, tổng giải thưởng của giải đấu Say 2 Battle Cup lần này sẽ là 90 triệu đồng. Và một giải đấu diễn ra trong vòng 1 ngày. Tổng trị giá là 30 triệu đồng. Thì sẽ tạo được cái tính chất cân bằng và hấp dẫn hơn. Còn 7 kế 8 thì không phải là quá khó. Mà tuy nhiên là 8 sẽ đi đâu. Một pha xử lý tốt của anh Hoàng Vũng Tàu, đối thủ. Xử lý một hình bì quá gọn gàng và chi tiết. Rồi, 4-1 nghiêng về Nguyễn Khánh Hoàng, bà trọng tài nữ. Nếu như mở một cuộc bình chọn ngắn ở đây với đối thủ của mình thì anh Nguyễn Khánh Hoàng đã tìm được cái điểm chạm, tìm được cái điểm phá. Chính xác. Có lẽ là 6-7 vẫn sẽ còn đường riêng thưa quý vị. Vâng, chỉ cần nhịp thi đấu cực kỳ ổn định đến từ anh Hoàng Vũng Tàu. Bảy cùng lỗ, 4 con bi mục tiêu còn lại để anh Hoàng có thể nâng tỷ số lên là 5-1. Thậm chí là cũng có những cái pha xử lý lỗi. Kèm với đó là cái việc mà đang có những cú phá không tốt thì... Vâng, cầu thủ Nguyễn Khánh Hoàng sẽ vươn lên dẫn trước. Ui! Vâng, rất may mắn là tôi đang không... Ui! Tỷ số sẽ là 5-1, chắc chắn là như vậy rồi. 5-1 nghiêng về cầu thủ Nguyễn Khánh Hoàng. Buộc là phá luân phiên thì sẽ phải cực kỳ chắc chịu trong những cú phá của mình. Và lần này thì đã có bi rơi rồi. Nào, hình bi như thế nào đây? Ok. Vẫn có tình huống. Và liệu gãi luôn hay không đây? Vâng, gãi luôn rồi. Có lẽ là thủ rồi. Đầu gậy này thì tôi nghĩ là thủ.
và sẽ thủ sau con Bình Tiêu. Ok, cho đối thủ. Và dù cho có điểm chạm đi chăng nữa thì cũng rất khó để công trong tình huống vừa rồi. Và lần này thì anh Hoàng Vũ giữa những cơ thủ còn lại của hai team, đó là cơ thủ Minh Tài, cơ thủ Hoàng Sao và team Hà Nội. Ồ, và như vậy thì anh Hoàng Vũng Tàu trượt rồi. Vâng, giải này vô địch thì sẽ nhận được phần thưởng trị giá là 60 triệu đồng. Vâng, còn giải nhì sẽ nhận được phần thưởng trị giá là 30 triệu. Như vậy thì về bản chất thì thắng hay thua thì cũng đều có phần thưởng danh dự. Cuối cùng để có thể giải quyết. Không thành công rồi. Vâng, dư dậy con Bình Tiêu số 6 vừa rồi. Với quyết định vừa rồi của anh Pháp thì tôi thực sự cảm giác anh Kiên đang không tự tin trong những cú đánh của mình, chưa có được sự tự tin. Nếu như là anh Kiên Pháp với một phong độ thi đấu tốt thì sẽ là một cú kéo, vâng, một cú dưới tâm bì, kéo áp phê một bằng để điều con Bình Tiêu số 7. 4 con Bình mục tiêu còn lại sẽ tận dụng thành công cơ hội để rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn là 2-5. Vâng, phép trượt với cái tình huống con bi số 10 như thế này rồi. Không được phép để xảy ra sai lầm. Rồi. Và rất đông các quý vị khán giả theo dõi, vì vậy là trọng tài cũng tâm lý anh em nhá. Vâng, chính các vị trọng tài cũng tâm lý nên anh em hãy cổ vũ trọng tài bằng cách. Vâng, thải một chút và bám vào băng dài để điều bình tiêu số 6 cùng lỗ. Chính xác. Dấu hiệu là vào tay. Với những tình huống xử lý gọn gàng và chi tiết hơn rất nhiều. Đó là 1174 đường láng, câu lạc bộ Cubic Billiard. Vâng, nơi đang diễn ra giải đấu với cái thể thức mới lạ. Vâng, thấp đầu gậy cho chắc tay. Chính xác rồi. Vâng, 3-5 với cái rách đấu này. Và hãy cùng xem lần này như thế nào đây. Rồi. Và như vậy thì vẫn còn đủ bì trên bàn. Hợp lệ. Rồi. Thủ thôi. Vâng, sẽ dính. Mặc dù chỉ có hai đội thôi nhưng mà cũng có nhất nhì anh em nhá. Ồ, như vậy là cái lựa chọn này. À, hai băng với ý đồ là thủ lại. Vâng, nó chỉ dừng lại một tình huống hợp lệ mà thôi. Một cú đánh hợp lệ của anh Kiên Pháp. Còn nếu như sút tê trong tình huống vừa rồi thì tương đối là mạo hiểm. Vì vậy là anh Kiên Pháp lựa chọn một tình huống A hai băng. Như thế này thì tiếp tục đánh cờ thôi. Tiếp tục thủ đến khi nào có một người. Vâng, có một người phải có lỗi. Vâng, một cầu thủ có nút số cực kỳ tốt. Ôi, như vậy là lỗi rồi. Đây là sẽ đi hình. Vâng, đuôi như thế này thì tôi cũng đứng. Xuất sắc.
Vâng, vẫn đang tiếp tục giằng co nhau. Kiểm soát lực. Sút tê nào. Vâng, ý đồ sút tê là thủ. Rất rõ ràng. Cũng rất thoát. Hai. Vâng, đã báo lỗ rồi. Vâng, à bằng thủ. Còn bị số 2 sẽ đi qua khe 80 hay chăng? Cũng rất hay. Không phải công nhưng mà tuy nhiên đó là những cái tình huống thủ bì tốt đến từ cả hai cầu thủ. Vâng, thay nhau à bằng để thủ bì. Như thế này thì chịu rồi. Và lần này thì đã có sai số xảy ra đến ngành kiến pháp. Khi mà đang vẫn còn tình huống. Vâng, còn bị số 4 vẫn có tình huống. Mở má này gãi hình. Rất chính xác. Vâng, quá hay thưa quý vị. Chủ động mở má. Pha thủ bì phải nói là cực kỳ hay. Vâng, những cái tình huống thủ mãn nhãn. Không phải là công mãn nhãn mà là thủ mãn nhãn anh em ơi. Tiếp tục là thủ. Vâng, xử lý đầu gậy và lực rất hay. Máy kiến pháp sẽ báo con bình tiêu số 5 và lỗ giữa. Và cái lỗ gần nhất. Không được rồi. Vâng, hình bì mở ra và cơ hội dành cho. Và sau một series những cái tình huống đánh cờ đến từ cả hai tay cờ thì bây giờ anh Hoàng Vũng Tàu đang là người có quyền chủ động. Có lẽ là hơi vội một chút khi mà không còn nhiều thời gian nữa. Ui, không thành công rồi. Vâng, tưởng chừng là cơ hội đã quay trở lại với anh Kiên Pháp. Vâng, quyết định là trô trực. Chính xác. Rồi. Rất đáng tiếc dành cho cầu thủ Hoàng Vũng Tàu. Một tình huống phá. Chính xác rồi. Tạo ra một cái tình huống. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và quan trọng nữa là cái việc mở màn của mình số 6 này. Và anh Kiên Pháp quyết định sang mình tiêu số 7 này. Rồi. Vâng, và nhường lại cơ hội dành cho. Sau khi cầu thủ Kiên Pháp đã có. Hơi rung rinh một chút nhưng mà tuy nhiên là vẫn được. Vâng, vẫn thành công. À, không có sai lầm nào hết. Sau 4 nghiêng về Nguyễn Khánh Hòa. Vâng, rất mong là Kiên Pháp sẽ có một cú phá tốt nhưng mà tuy nhiên. Rồi, có bị rời. Vâng, chỉ có điểm chạm mà thôi. Không còn đường riêng cho con bì mục tiêu số 1 vừa rồi. Vâng, như vậy là quyết định công con bì mục tiêu số 1. Góc độ truyền thông. Đó chính là C2 TV. Và đó chính là
Lão Mõ, những đơn vị nhà tài trợ và đồng hành cùng với truyền thông không dưới 5 lần. Anh Kiệt Pháp đã có những tình huống trượt những con bi đơn mà không quá khó, và tôi đánh giá là không quá khó đối với trình độ. Lợi thế của cơ thủ Đỗ Thế Kiên như chúng ta cũng đã biết thì đó là những cái tình huống A bằng, những cái tình huống nút số. Rồi. Vâng, sai số đến cả km như thế này. Rõ ràng anh Kiên Pháp đang thi đấu không hề kéo một bằng. Hoàng Vũng Tàu xử lý như thế nào? Gõ vào con bị số 3, hay quá nhờ. Vâng, đó không phải. Vâng, đánh luôn tay trái. Có va chạm, vâng, va chạm ra đẹp rồi. Huống xử lý cực kỳ là hay. Vâng, bây giờ thì hình mì mở rồi. Vâng, tiến gần hơn đến với chiến thắng trong cái trận thi đấu đầu tiên này. Lực nào. Vẫn xử lý được, nó nằm chạy thì mà không thể trượt được nữa rồi. 7-4 nghiêng về Hoàng Vũng Tàu trong các trận thi đấu. Và ngay sau trận thi đấu này thì sẽ là trận thi đấu đôi, thưa quý vị, sẽ là lượt trận thi đấu đôi đầu tiên diễn ra giữa này, thì đó là cú phá có bi rời đến từ cầu thủ Hoàng Vũng Tàu. Và rất hay. Anh Hoàng Vũng Tàu sẽ xử lý như thế nào? Vâng, tước mỏng, tạo ra một cái tình huống thủ bi. Vâng, còn nếu như không tận dụng thành công mà để cầu thủ Hoàng Vũng Tàu có thể lên điểm số hữu 5-6 nào. Vâng, như vậy là đủ rồi. Chính xác. Vâng, 5-7. Và lần này thì cú phá của anh Đỗ Thế Kiên đã có bi rời. Vâng, không vội vàng để công với cái tình hiện cú sút tề. Không thành công. Và một chút may mắn. Tôi thì đấu đôi thì sẽ là chạm 7 và sẽ có một trận thi đấu đặc biệt, một trận thi đấu team 3-3. Ồ. Vâng, quyết định là sút tê cần của mình từ số 2 vừa rồi. Trận thi đấu mình nghĩ là cực kỳ hấp dẫn với một thể thức mới lạ. Thay vì thi đấu team là mỗi cầu thủ thi đấu một rack thì đây sẽ là thủ thôi. Vâng, ý đồ thủ bi là rõ ràng nhưng mà tuy nhiên là va chạm, mà không phải là công mãn nhãn mà thủ mãn nhãn với trận thi đấu này. Vâng, liên tục bắt đùi nhau và liên tục là những cái tình huống giải hình. Ui. Và có báo lỗ rồi, đã chỉ lỗ rồi thưa quý vị. Một con bí quá thuận lợi để anh Hoàng có thể công. Vâng, lại quyết định thủ. Rất hay. Và đến với điểm mạnh của anh Đỗ Thế Kiên nào. Đó chính là những cái tình huống A bằng, những cái tình huống xử lý bằng nút số.
Vũng Tàu nào. Vâng, có bi rơi và đây là thể thức 10 ở trên môi. Một tình huống vẫy tay ra hiệu may mắn. Và xin lỗi đối thủ đến từ anh Nguyễn Khánh Hoa thì sẽ có những cái tình huống may mắn xảy ra. Còn 10 bi thì không phải là không có, mà 10 bi là phải cực kỳ. Vẫn gọi đúng lộ. Điều đặc biệt thì đây lại là may mắn đến ở một ván thi đấu vô cùng quan trọng. Em phải gọi lỗ trên từng con bi. Và điều quan trọng là chúng ta có bi mục tiêu rơi đúng lỗ là. Có bi rơi rồi. Có thể xử lý con bi số 7 này hay không khi mà đang tự tạo tình huống đến từ cầu thủ Hoàng Vũng Tàu. Chính xác rồi. Và liệu gọi thêm giờ chắc chắn là nên như vậy rồi. Vâng, chưa sử dụng bất cứ quyền gọi thêm giờ trong cái rack thi đấu này. Và đây sẽ là cơ hội để anh Hoàng, cầu thủ Hoàng Vũng Tàu, mang lại điểm số đầu tiên với 1.5. Chính xác. Vâng, rất hay. Rồi. Vâng, không được phép tính toán thêm nữa rồi. Rồi. Vâng, như vậy là với cái việc thời gian gấp rút như vậy thì tâm lý. Ok. Và như vậy thì trận thi đấu vẫn còn được tiếp diễn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn là 6. Và cũng có 1 chấm run nào đi. Bằng chuyện gì đang xảy ra thế này? À, đấy không hả? Với thể thức thi đấu 10 bi. Vâng, gót giày của bi số 1 để thủ. Ok rồi. Vũ trò tìm miền Bắc. Và riêng cầu thủ Đỗ Thế Kiên hay quá, anh Kiên ơi. Lựa chọn hợp lý, công hay thủ. Vâng, thủ là an toàn rồi. Một tình huống thủ bi tôi nghĩ là hợp lý. Anh Dương Quốc Hòa cũng là một tay cờ đến từ khu vực phía Bắc. Rồi, và nó là một tình huống bằng hợp lệ. Nhưng mà tuy nhiên là phơi hình đến từ cầu thủ Hoàng Vũng Tàu. Vâng, tôi rất mong là anh Kiên Pháp sẽ kéo dài trận thi đấu này thêm. Hãy cùng theo dõi cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Vâng, bình tĩnh và xử lý nó như thế nào đây. Bằng lỗi má thì sẽ phải xử lý một cách chỉn chu và cẩn thận hơn. Ok, thành công. Kiên Pháp đang trên hành trình bật tôm. Rồi, hai con bi mục tiêu nữa. Hoàn toàn tin tưởng một cầu thủ Đỗ Thế Kiện với cái tình huống này. Rất chính xác, 7-8. Vâng, rất hấp dẫn thưa quý vị. Bằng cả Hoàng nào. Liệu có phải là một chấm hay không? Vâng, như vậy thì chủ sau vị trí con bi số 7. Ồ, như vậy là quyết định chém má mỏng con bi số 1 vừa rồi. Đây cũng không được gọi là may mắn cho lắm, khi mà con bi số 1 cũng đang nằm ở vị trí cửa lỗ rồi. Vâng, với hình bi này thì là con bi số 2 này thôi, 2 ra 3 thì cầu thủ Hoàng Vũng Tàu sẽ nắm quyền chủ động. Và dư mỏng mất rồi. Dư mỏng con bi số 2.
của giải đấu diễn ra với một kịch bản hiu hiu. Và chúng ta hãy cùng cổ vũ cho cầu thủ Kiên Pháp và Nguyễn Khánh Hoàng. Bốn giờ năm. Quá đáng tiếc thưa quý vị. Ồ, như thế này thì vẫn sẽ... Và quyết định đó là thủ bi. Nó không đúng với phong độ hay những gì mà chúng ta thường thấy ở anh Đỗ Thế Kiên. Vâng, hôm nay thì anh Kiên Pháp trượt tương đối là nhiều bi đơn bộ môn này. Và tôi cảm giác là anh Kiên Pháp cũng đang may mắn trong trận thi đấu này thì mới có thể có điểm số như vậy. Ui, để bước lên điểm số thứ 8. Vâng. Nào, con bí chủ di chuyển kìa. Vậy cao đầu gậy như thế này thì có lẽ là hơi mát má hay chăng. Sẽ là một tình huống A bằng. A bằng công luôn, con bí số 7 hay quá kìa. Vâng, tuyệt vời. Nhưng mà đến những cái thời khắc thi đấu quyết định, anh Kiến Pháp có một pha xử lý A bằng của bí số 7 rất hay. Rồi, rất xứng đáng để... Bật tôm, những trận thi đấu lội ngược dòng phải nói là lịch sử. Và liệu đây có phải là một trong số đó hay không? Ok, tốt rồi. Vâng, 8 đều. Cú phá của cầu thủ Kiên Pháp. Rồi. Không đúng như sách giáo khoa. Vâng, có bi rơi. Điều quan trọng là con bi mục tiêu tiếp theo là thiếu may mắn. Vâng, lại ra đuôi con bi số 2 rồi. Bây giờ thì A bằng để thủ thôi. Phơi hình rồi thưa quý vị. Vâng, đáng lẽ ra thì trận thi đấu có thể đã kết thúc khi mà cầu thủ Hoàng Vũng Tàu cực kỳ đáng tiếc trong cái việc mà điều 9 ra 10 khiến cho trận thi đấu này. Chính xác rồi, và hãy cùng nín thở đi. Ui, hay quá. Vâng, phải nói là góc độ tâm lý cực kỳ nặng nề. Rồi, bây giờ là 2. Áp lực tâm lý rất nặng nề, chính xác rồi, rất hay. Tập trung để kết liễu đó nào. Con bi số 10, con bi cuối cùng của trận thi đấu này. Và chiến thắng dành cho cầu thủ Hoàng Vũng Tàu. Vâng.